Vâng kính thưa tất cả quý vị, hôm nay quốc võ rất là vui khi mà mời được anh Nguyễn Đức Cường tức là tiến sĩ y khoa và đông y có mặt tại đây trong một chương trình gọi là góc khuất của xã hội anh ạ. Vâng vâng. <laughs> dạ thì xin mời anh Đức Nguyễn Đức Cường có lời chào khán giả. Vâng trước hết thì chúng tôi Nguyễn Đức Cường xin kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình góc khuất và cũng xin mến chào anh quốc võ, anh là một cái người rất là Nhiệt tình trong những cái vấn đề xã hội mà lâu nay chúng ta cũng thấy là Trong cái chương trình của anh cũng đã đưa lên những vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm Thành ra tôi cũng rất là vui khi có mặt trong cái chương trình này cùng với anh Quốc Võ Dạ yeah. cảm ơn anh Trước hết thì em xin mời anh một cái tách trà gọi à, trà ngon quá 3 của Nhật Bổn Trà này là tôi uống thường xuyên mỗi ngày Ồ vậy à anh Dạ vâng, yeah. vâng. Trà này có bán tại nhà sách tự lực Vâng vâng đúng yeah. Yeah. Xin mời anh và mời quý vị nha Vâng vâng, yeah. vâng, vâng. Xin phép quý vị Xin, xin mời, mời. Anh. Yeah. Vâng. quốc võ rất là thích uh, tính cách của anh nguyễn đức cường thứ nhất là anh là một người là bác sĩ nhưng thật sự có máu nghệ sĩ rất là nhiều trong người anh vâng uh, nguyễn đức anh anh với lại quốc võ cũng đã từng hợp tác uh, với những cái mà cái dự án âm nhạc mình có nhiều, nhiều đây, kỷ niệm lúc niệm lắm Kỷ niệm nhiều anh ha Đúng. thì uh, những người nào mà có cái máu mà nghệ sĩ giống như anh cường đó thì uh, 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 nhiều cái cái vấn đề mà nó tươi vui cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy nó vui vẻ, vâng. không không anh ha, vâng, vâng. Uh, tuổi đời còn trong chất nhưng mà tâm hồn nó lúc nào cũng tươi trẻ như người thanh niên. Vâng. Yeah. mình phải cảm ơn những cái những cái nghệ thuật bởi vì chính làm cho mình cái lúc nào mình cũng có được một cái chỗ để mình thư giãn yeah. và mình uh, vun sới cái tâm hồn mình và nó tươi trẻ và uh, lúc nào cũng lạc quan. Yeah. Yeah thưa anh là trong cái chương trình mà lá thư âm nhạc của em vào tuần trước mà với lại giải ly đó thì vâng. em có sử dụng cái bài hát mà đường xưa à, mà vâng. cái bài hát này là do em biết chính do chính anh viết lời dạ, và vâng. nhạc sĩ quốc dũng là người phổ nhạc đúng rồi thì cái bài này thật sự rất là hay và xúc động dễ sợ luôn cái lần đó mà giải ly với em hát mà cũng muốn rơi rơi nước mắt luôn á vâng vâng rất là hay vâng. thì cảm ơn anh cường với cường có một cái nhạc phẩm tuyệt vời hôm dạ. nay thì anh em chúng tôi gặp nhau ở đây với những câu chuyện góc khuất xã hội đó thì đầu tiên thì rất là cảm ơn anh cường bây giờ anh cũng có những đóng góp những cái tiếng nói của anh và cộng đồng đặc biệt là những cái vấn cái nạn bảo hành trẻ em tại việt nam vâng thì thời gian vừa qua là anh cường cũng đã như là, đồng hành cùng quốc gió trong những cái câu chuyện mà bảo hành trẻ em và lên án rất là mạnh mẽ về vấn đề này thì thưa anh anh nhận xét thế nào khi mà xã hội tiền Việt Nam ngày đây nó có khá nhiều cái tai nạn xảy ra mà đặc biệt là cái nạn bảo hành trẻ em đó thì anh thấy sao? Thực ra thì không riêng gì tại Việt Nam anh cũng vậy, yeah. à, tại các nơi trên thế giới và ngay cả tại Hoa Kỳ cũng vậy, trình yeah. bảo hành nó nhanh nhản xảy ra khắp nơi. Yeah. À, tất nhiên là mỗi xã hội có một cái cách ứng phó khác nhau. Yeah. À, ở Việt Nam thì chúng ta thấy là càng ngày nó càng nhiều, yeah. đó là cái điều đáng tiếc. À, mà khi mà nói tới cái vấn đề này chúng ta thấy là ngay cả không riêng gì cha mẹ bạo hành trẻ con rồi người lớn hãm hại trẻ con rồi ngay cả các em trẻ là đánh nhau rồi ngay cả nữ sinh trong trường cũng cột cao dài lên rồi ừ. mà cái đó thì nó càng ngày càng nhiều thì ra mỗi lần mình nhìn mình buồn lắm yeah. và mình biết là các quý vị trong nước cũng rất là là quan tâm và rất là buồn với chuyện này. Yeah. Vâng như vậy thì theo anh thì cái nguyên nhân mà đau dẫn đến cái vấn đề này anh ạ à? vâng thì mình nói thì nó có trong một cái thời gian ngắn ngủ thì cũng không thể nói hết được nhưng mà có thể tự chung là um... Tất cả mọi cái tính cách ấy, nó được hình thành bởi một cái quá trình dài. Yeah, ờ, mà nói thì chúng tôi lại nhớ, thưa quý vị, chúng tôi nhớ là ngày xưa khi chúng tôi còn bé, đấy uh, thập niên khoảng độ 55, 57, 58, ấy, uh, tức là trước sáu 1960, yeah. và sau đó cũng vậy, trong suốt cái thời kỳ đó chúng tôi học tiểu học, ấy, thì ngay từ cái thời nhỏ uh, chúng tôi đã được học cái môn là công dân giáo dục, yeah. rồi môn đức dục. Yeah. tức là đức dục tức là những cái cách mình cư xử với cha mẹ ông bà yeah. với bạn bè ra ngoài đường thì phải đi đứng như thế nào ngay cả các luật giao thông yeah, nữa đi phải thế nào và qua đường phải thế nào giúp cho người già băng qua đường vân vân tức là những cái nho nhỏ đó Yeah. Mình hồi nhỏ mình nghĩ tại sao mình phải học cái này Nhưng khi lớn lên mình mới hiểu là nó đã đi vào trong cái tâm hồn rồi yeah. Tự nhiên nó hình thành cái nhân cách mình hồi nào mình không hay yeah. Rồi cái công dân giáo dục tức là cái nhiệm vụ của một người dân trong xã hội Đối với xóm giềng nhỏ nhỏ thôi yeah. Không có phải là cái triều tượng như người lớn đâu Nhưng mà nhỏ nhỏ đối với làng xóm như thế nào Thí dụ như là không có làm ồn vào lúc nửa khuya Tức là cái, những cái đó nó đều làm cho một cái Tạo nên một cái nhân cách mà yeah. chúng tôi nghĩ là cái ngày hôm nay thì chúng ta bị thiếu cái đó. Thật ra chúng tôi cũng ước mong là um, chúng ta nên nhìn là vấn đề bởi vì thường thường yeah. là mình cứ than phiền tại sao thế này thế nọ, nhưng mà chúng ta nhìn là tất cả mọi cái nó đều có cái nguyên nhân sâu xa. Yeah. Rồi cái cái, cái 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 đặc biệt là cái cá nhân, cái giáo dục cá nhân ngay từ thời bé rất là quan trọng. Yeah. Vâng, đúng rồi. Thưa anh thì um thời gian vừa qua em cũng biết là anh cũng theo dõi câu chuyện của bé Văn An. Vâng. Bây giờ mình nói thẳng vào vấn đề của bé Văn An. Thì thưa anh là cái câu chuyện này rất gây rất đau lòng không chỉ riêng cho anh em mình, không chỉ riêng cho cái người ở trong cuộc mà cho tất cả đồng bào ở khắp mọi nơi trên thế giới. Yeah. Thì biết cái câu chuyện này mình cảm thấy rất là rất là bực mình, rất là phẫn nộ về cái câu chuyện này khi mà một cái người coi như là mẹ kế đã ra tay mà hành hạ bé cho đến nỗi mà tử vong như thế. Vâng. Thì thưa anh thì cái ý kiến theo ý kiến của anh á thì cái trách nhiệm mà đã xảy ra cái cái ra đi đau thương của bé Văn An đó là trách nhiệm thuộc về ai anh à vâng. trước mắt thì mình thấy là trách nhiệm của gia đình yeah. và ngay của cái người mà đã gây ra cái 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 sự mất mắt của cháu yeah. à, bây giờ mình nói tới thì mình cũng... Cũng, cũng cảm thấy mình muốn nước mắt rồi. Dạ đúng rồi. Mà không cái trường hợp bé Văn An sau đó chúng ta có những cái vụ nó xảy ra như là một cái cháu bé mấy tuổi bị đóng chín cái đinh vào đầu. Những cái đó mình 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 phải nói là cái không có nói nên lời. Dạ. Thì thưa quý vị cái tất nhiên là cái nó có nhiều trách nhiệm lắm. À, thứ nhất là cá nhân rồi gia đình và kể cả xã hội và cái xã hội thu nhỏ là những cái người láng giềng bởi vì chúng ta vẫn thường có cái người việt nam cái văn hóa việt nam mình cứ nghĩ là những chuyện mà trong nhà đánh đập kể cả vợ đánh chồng hay là hay là mẹ đánh con hoặc là con cái đánh nhau thì cứ coi đó là cái chuyện riêng tư của gia đình, yeah. cái cái văn hóa đó ta nên nên thay đổi. thay đổi ờ, Bởi vì nó nó khi mà nó đụng đến vấn đề thương tích thì nó không phải là vấn đề gia đình nữa mà nó là vấn đề hình sự, yeah. đó là vấn đề xã hội. Yeah. thì ngoài cái chuyện mà chúng ta có những biện pháp phản ứng kịp thời, uh, chúng tôi thấy ở Việt Nam thì chính phủ cũng đã có những cái luật ban hành bảo vệ trẻ em và cái luật đó chúng ta thấy là tu sửa thường xuyên yeah. và 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 có cả cái đường dây 111 để cho các cháu gọi nhưng mà đề ra thì như vậy nhưng mà thực hiện thì lại không bao nhiêu. Đúng rồi. À, thành ra ngay cả rất nhiều gia đình họ không biết nhất là những cái nơi mà vùng sâu vùng xa đấy, yeah. kiểu như là Lạng Sơn hay là những vùng miền quê đó, họ đâu có biết cái ba số một, thậm chí không có cái phone để gọi nữa. Rồi. Thành ra rồi mà, mà thậm chí có biết cũng không dám gọi luôn. Yeah. Tại vì vì hình như có nhiều người nó gọi mà không thấy trả lời. Yeah. thì ra, tất nhiên nó cũng còn cái thực hiện nó cũng còn thiếu sót. Chính yeah. vì cái điều đó cho nên là uh, nó mới đưa ra cái tình cảnh này. Cái điểm nữa là uh, gần như gần như là cái người nạn nhân đó chấp nhận cái thân phận của mình ừ. ví dụ như người, người một người chồng say xỉn về đánh vợ yeah. rồi đánh con chút cái nói rằng và đứa con thì thì thôi thôi rồi anh đang say thì mình mình ráng mình nhìn, để mình bảo vệ gia đình yeah. họ nghĩ đó có đó là cái bảo vệ gia đình yeah. thực sự là cái đó là cái tàn phá gia đình yeah. rồi rồi con cái mà bị đánh đập thì hàng xóm cũng nói thôi anh chị đừng đánh cháu thế thôi cái phản ứng nó rất là tiêu cực rất yeah. là nhẹ nhàng và nó cứ tái diễn và nó có khuyên hướng là càng ngày nó càng nặng hơn yeah. cho nên ngày hôm nay chúng ta là cái người mà chúng ta nhìn cái hậu quả chúng ta rất đau lòng nhưng mà cái điều chúng tôi nghĩ là cái, cái cái gốc rễ của vấn đề là nó từ cái giáo dục từ cái ý thức và đừng có coi đứa con như là một cái nơi để mình trút những cái những cái bực tức riêng tư ở ngoài xã hội hay là vợ chồng rồi cái đem đứa con ra để mà mà xử thì cái đó là chúng tôi thấy rất là oan uổng cho mấy cháu đúng yeah. rồi yeah. À, cảm ơn anh rất là nhiều đã có những cái lời khuyên chân thành đối với những người mà những bậc cha làm mẹ và những người làng xóm tại vì khi mà ở dùng sâu dùng xa anh nói giống như làng sơn Cả bằng vậy đó thì nó không có đủ điều kiện để mà gọi vâng, điện thoại vâng, đó vâng. thì mình cứ qua nhà mình khuyên bảo và mình có thể là can ngăn kịp thời đừng vâng, để, vâng. để ra cái câu chuyện xảy ra bởi vì khi như là là nếu như mình nói thôi đèn nhà ai nó rạng đi, kệ đi rồi cứ đặt chịu của người ta thì nó sẽ là một cái cái nền tảng cho sau này là càng ngày càng cái tệ nạn càng, càng càng nhiều hơn. Đúng vậy. Cho nên là mình phải có một cái sự căng ngăn kịp thời đối với hàng xóm của mình. Đặc vâng. biệt là bây giờ anh ở Việt Nam mình là chung cư rất là nhiều. Vâng. Thì khi mà chúng ta nghe những cái tiếng la hét của trẻ con từ những cái nhà bên cạnh hoặc là những cái lối xóm ấy, mà trên những tầng chung cư đó, thì chúng ta cũng phải tiến tới để chúng ta can ngăn chứ không phải là nó dạy con thì kể đi là không không được hay không anh Tại vì hả? trẻ con nó chỉ có làm sai thôi, dạ. chứ nó không có làm gì nên tội. Đúng. Tâm hồn trẻ thơ nó dạ. ngây thơ lắm, nó, nó nghịch ngợm, đôi khi nó lớn, nó làm bể cái ly, rồi chúng ta không nên coi đó như cái tội. Dạ. Và và điều đặc Đúng. biệt là chúng tôi thấy là hiện nay cái tình trạng mà người bố nhậu nhiệt hoặc là người bố có một cái chuyện riêng tư ngoại tình về là trút cái sự bực bội lên vợ rồi sẵn đứa con đang ngồi là đánh đứa con và cái đứa con trở thành một cái nơi để mà họ, họ trút cái giận hờn vô yeah. mà trong khi nó rất là tội bởi các cháu nó như một cái đó hoa trong vườn mà yeah. bây giờ mình 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 giận ai mình ra mình mình có nỡ nào mình ngắt cái hoa ngoài vườn không yeah. tại sao mình lại lại đụng đứa con mình yeah. ra cái cái này là cái mà chúng ta nhớ đều là cái gia đình ấy, là một cái hình thành bởi ba cái yếu tố cha mẹ và con yeah. ba yếu tố căn bản nó giống như cái kiềng ba chân anh, yeah. cái kiềng ba chân nó vững là nhờ cái ba chân nó vững, yeah. chỉ cần một cái chân nó yếu đi, một cái người cha say xịn một cái người mẹ đánh bài hoặc là lơ là hoặc là cái người con nó bị tổn thương thì cái gia đình nó sẽ không có bền vững. Mà khi một cái gia đình nó không bền vững thì nó sẽ nhanh quốc bảo vừa nói, nó lan ra xã hội yeah. và và nó trở thành một cái một cái mình không dám nói là cái phong trào nó giống như là một cái một cái mọi người mặc nhiên chấp nhận yeah. và cái là cứ thấy về nhà là mà cái chuyện bảo hành này nó xảy ra từ từ lâu rồi, rồi. từ từ trước năm 75 đã có rất nhiều yeah. và 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 ngay tại bây giờ ngay tại Hoa kỳ có nhiều vợ chồng là giận nhau đem đứa con ra bắn cả. Ừ. Thành ra cái đó anh thấy là cái này là một cái vấn đề mà chúng ta vừa giáo dục từ trong cái lúc mà chúng ta các cháu còn trẻ thơ rồi để cho các cháu lớn lên trong một cái môi trường hạnh phúc thì các cháu cũng sẽ có một cái một cái một cái ứng xử đối với những người xung quanh không có bạo lực. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn anh. À, trong một thời gian vừa qua đó thì anh em mình cũng đã theo dõi câu chuyện bếp ăn rất là nhiều và cũng có những cái lễ cầu siêu anh em mình cũng đúng cũng đúng cũng đã làm ừ. cho bé nói lên cái từ từ tâm tư tình cảm và cái sự chia sẻ của những người Việt kiều sống tại hải ngoại ừ. đối với anh em chúng tôi tuy nhiên thì đến thời điểm này câu chuyện dường như là nó 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 lắng động và nó không còn thấy báo chí đăng nữa và cũng giống như là YouTuber hoặc là những cái kênh khác cũng không có đăng gì cả thì anh nghĩ rằng là câu chuyện này nó có chìm xuống vậy anh tôi không nghĩ vậy anh. Là bởi yeah. vì thứ nhất là ngay từ lúc đầu đó, phó thủ tướng Việt Nam cũng đã đã yêu cầu các cái cơ quan phải phải nghiêm minh trong cái yeah, chuyện này yeah. và ngay cả cái sở công an thành phố hồ chí minh họ cũng đã coi đây là một cái vụ án điểm yeah. thì chúng tôi biết là cái thời gian tạm giam là bốn ừ. tháng thì yeah. có lẽ trong bốn tháng này cái sự việc nó xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng 12 hai đúng không yeah, yeah. năm hai yeah, thì tới nay nó cũng chưa là bốn tháng thì yeah. tôi nghĩ họ đang trong cái thời gian để truy cứu với lại một điều nữa là các cái luật sư của của gia đình bé văn an cũng đã yêu cầu nâng cái mức độ truy tố cái người chồng Yeah. thay vì gọi là hành hạ hà và che giấu tội phạm thì nâng lên cái mức độ là đồng rõ yeah. thì tôi nghĩ là cái này họ đang đang có một sự tham khảo xảy ra tôi không nghĩ là vụ này sẽ, sẽ chìm xuồng yeah. yeah. anh cũng là một người bác sĩ thì theo cái nhìn của anh từ bên ngoài đó thì theo anh đánh giá là cái người chồng này họ có dùng ma túy kích thích gì đó hoặc là như thế nào đó mà để họ lại tiếp tay với lại cái người mà nhân tình của mình để hành hạ chính con ruột của mình không anh? Tôi không nghĩ, uh, yeah. bởi vì đây là một cái người anh đã được đi học tại úc yeah. uh, và cũng đã làm một cái làm cái marketing cho một công ty lớn đúng yeah. không? thì không thể nào là cái người mà với lại mình nhìn cái gương mặt mình thấy rất là mạnh khỏe và anh cũng đã được cái điều đặc biệt là ảnh được lớn lên trong cái gia đình tương đối là một người cha đã từng là bác sĩ, yeah. tức là nói chung là cái nền tảng giáo dục gia đình nó cũng có một cái căn bản nào đó, yeah. uh, thật ra không thể nào đổ thừa cho ma túy hay đổ thừa cho bất cứ lý do gì, cái vấn đề ở đây là anh đã đặt cái, cái tình cảm cá nhân lên trên cái sinh mạng đứa con, yeah. cái điều đó là một cái điều mà không có đúng. À, thành ra là chúng tôi tin là chính quyền cũng như là dư luận thì mình đã thấy có nhiều cái lời kết án rồi, yeah. nhưng mà chính quyền cũng sẽ có một cái biện pháp, một cái một cái một cái, một cái án thích ứng yeah. cho anh để làm gương còn cái người chính phạm là cái cái, cái người người tình nhân đấy yeah. thì đương nhiên tôi cũng nghĩ là phải có một cái, cái một cái bản án tất nhiên thì chúng tôi vẫn đi nói đi nói lại uh, luật pháp không phải để trả thù yeah. hay là để thỏa mãn cái sự tức giận của dân chúng nhưng mà luật pháp là để răn đe và phải làm cái đây là một cái một cái một cái, một cái, cái gương yeah, và làm thành một cái tiền lệ Yeah. bởi vì cái là thật ra có rất nhiều vụ án chúng ta không biết đâu anh yeah. Vân An là làm cái vụ án may cho là mọi người biết tất nhiên là bất cháu đã mất rồi nhưng mà có rất nhiều vụ án khác chúng ta không biết yeah. Yeah. wow à, như vậy thì anh có những cái lời khuyên bố ích nào dành cho những bậc cha mẹ mà đặc biệt là những cha mẹ mà mới sanh con sau này đó yeah. những bậc cha mẹ mà trẻ đó thì cái cách dạy con như thế nào là hợp lý C có dùng đòn roi hoặc là dùng lời nói hoặc là dùng như thế nào để cho con mình nó nên người mà không cần phải có những cái nạn bạo hành xảy ra không? Đòn roi không phải là một cái giải pháp tốt. Yeah. Uhm, không bao giờ nó là một cái giải pháp tốt bởi vì bây giờ mình chỉ nói một cái đứa bé đang học đi. Yeah. Uhm, một cái vị thầy cầm cái cái cái, cái thức đánh ra rồi rồi người cháu thì cái sợ thôi chỉ cần nói cái sợ cháu đã không có tập trung để học được rồi. Yeah. Điều thứ hai nữa là bao giờ vậy trẻ con người lớn ai cũng thích ngọt yeah. Ngay như mình bây giờ mình cũng thích ngọt mà đúng không? Yeah, đúng mình rồi. là cái người lớn tuổi mình cũng muốn có một cái người nào nói cái lời dịu dàng, và nói không nói không dịu dàng nói đúng mình cũng muốn nghe nữa. Đúng yeah. không? Thì hướng chi là đức con biết thành ra, quý vị nhớ đều là uh, đây là một cái, 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 cái 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 nguyên lý bất di bất dịch là trẻ con cần cái sự dịu dàng, một cái đói hoa nó cần cái sự chăm lo và nâng niu thì nó mới trưởng thành được và và, và thực ra thì các cháu đó không có làm gì nên tội các cháu có thể sai, yeah. cái sai đó không gọi là tội, yeah. chỉ cái sai chúng ta là người lớn chúng ta bổn phận chúng ta phải uốn nắn mấy cháu, rồi cái ý thức vấn đề là mình phải nhìn đứa con mình là một cái thành quả của mình và chính các cháu sẽ là cái người tiếp nối những cái ước mơ một cái vị không thành tựu được hoặc là yeah. chưa thành tựu được thì các cháu là một cái nhân tố để cho gia đình chúng ta lúc là đẹp và nó là cái nhân tố để phát triển xã hội cái cuộc đời dòng đời nó cứ trôi đi là nhờ các cháu yeah. chúng ta rồi cũng may một đi thì các cháu lớn lên các cháu lại tiếp nối để mà cho cái xã hội chúng ta luôn luôn nó được an toàn và nó được tươi đẹp thành ra đừng bao giờ nghĩ các cháu là cái nơi để mà chúng ta trút vào những cái buồn phiền trút vào những cái giận hờn nó tội cho mấy cháu lắm đúng rồi đúng không mà mình cũng đâu có muốn ai ai giận đâu rồi đi về trút vào mình ngay yeah. cả mình lớn về đúng không yeah. thì tại sao mình lại trút vào đứa bé Yeah. Mà chúng tôi thấy cái điều này nó như là một cái đương nhiên, đó, đó là về đá đá con một cái, đập ừ. vỡ một cái mà chúng ta thấy rất nhiều trên những cái clip trên xã hội, không riêng gì các cháu đâu mà cái bạo hành nó nhiều hình thức và nhiều đối tượng bị lắm, yeah. thành ra chúng tôi nghĩ là xã hội lúc này phải mạnh dạn hơn và không coi đó là một cái chuyện riêng tư nữa bởi vì nó nó là đi vào cái mức độ hình sự rồi yeah. khi mà đánh đập tức là hình sự rồi. Yeah, đúng chuyện rồi. Ra, nhưng mà đây mình nói một cái chuyện uh, nhỏ nhỏ nó xảy ra tại Hoa Kỳ không biết anh Quốc còn nhớ tôi nhớ là cái đây mười mấy năm nó có một cái vụ án uh, ngay tại Orange County chúng ta yeah. mà tôi có được nghe đài Radio họ họ kể lại thì câu chuyện nó cũng vắng tắt tắt thôi vị một ông bố thì có một cái cô gái 17 tuổi hay yeah. đi chơi đêm. Yeah thì cháu đi chơi đêm thì thường xuyên mà cháu đi về trễ lắm nhiều khi một hai giờ mới về yeah. thì bố rất là lo tại vì đương nhiên là mình có con thì mình cũng phải lo cho sự an toàn của cháu yeah. thì bố nói nhiều lần thì con không nghe bố mới lấy rồi quất cho cháu mấy rồi yeah. thì cháu mới đi thừa yeah. thì đương nhiên là đi thừa thì phải ra tòa ở bên mỹ thì mà rồi mà đánh là ra tòa nhưng mà ông tòa hay lắm khi mà ra tới tòa thì tòa mới hỏi chứ hỏi từng chút một nguyên nhân tại sao thì cháu nó ở lại cháu đi chơi rồi rồi bố đánh họ ông bố ông bố đánh như thế nào vợ đánh vào mông thì ông toàn nói đánh vào mông có đánh trúng trên tay có đánh trúng vào đầu không có đánh làm cho cháu bị thương tích đánh vào mông thôi bà chỉ đánh vào mông thôi ở bà thế thì tôi cho ông trang án ừ. và cái chuyện đánh vào mông ông mới giải thích cho đứa bé khi mà đánh vào mông như vậy nó không có nguy hiểm, yeah. mà nó chỉ có tính cách là nhắc nhở thôi. Yeah. Mà đó là cái biện pháp, không phải là không phải là ông khuyến khích. Yeah, ông không khuyến khích nhưng mà ông bà là khi mà nó một cái một cái một cái việc mà nó đã gây cái sự gọi là dồn ép yeah. mình ở Việt Nam gọi là bức xúc ấy, bức xúc. <laughs> thì người cha không kèm được nhưng yeah. mà vẫn tỉnh táo để đánh vào mông thôi. Thì cái cái nguy hiểm nó không bằng cái nguy hiểm cháu đi chơi đêm. Yeah. Đi chơi đêm thứ nhất là mất sức khỏe rồi có thể gặp nguy hiểm trên đường về, gặp rất nhiều chuyện mà yeah. chúng ta đã thấy rồi. Thành ra cuối cùng ông tòa là sự cô giữa người người cha trang án yeah. và khuyên người con gái phải nghe lời cha yeah. Thì tôi thấy rằng cái đó, đó chúng tôi nói là cái mức độ nó không đến gọi là bạo hành Đúng rồi. nó không được gọi là bạo hành yeah. nhưng mà chúng ta nhớ một điều là đòn roi là một cái giải pháp cuối cùng mà nó không phải là một cái một cái biện pháp để mà chúng ta phát triển đứa bé yeah. Yeah em cũng có một cái câu chuyện hay lắm mà muốn kể cho anh cường nghe và là cả anh anh nghe rồi, rất là hay cái cách dạy dỗ của một người cha này nè rất là hay luôn là một ngày nọ đứa con bị làm sai phạm một điều gì một cái lỗi thì cái lỗi này nó cứ lặp lại lặp đi lặp lại một vài lần à. mà ông cha này ông tức lắm mà ông không có dám nên không muốn đánh con tại vì mình dạy là như là nghiêm túc không có đánh con Yeah. cho nên ông chào mới nói là tối hôm nay là con ôm mình gối ra ngoài chuồng heo để ngủ rồi đó <cười> <cười> thì bây giờ là cha nói rồi con phải nghe chứ sao không thì yeah. buổi tối hôm đó là trời mùa đông nó hơi lạnh thì đứa con là năm đó nó chừng 10 tuổi thôi thì nó mới ôm cái gối mền của nó đó nó ra ngoài chuồng heo nó ngủ ông cha trăng trọc băng khoăn nó vô trong nhà ngủ với bà vợ ở nhà, nhà đâu có đâu ngủ không được hả tại vì mình đang nằm đây với lại vợ của mình rồi có nệm ấm chăn êm con mình đang ngủ, heo, nó lại ngủ trong heo lạnh không lẽ rồi đó nhưng mà nếu ông cha ông kêu con vô nhà ngủ thì cái lời răng đe của ông là nó mất hết cái dụng, dụng, dụng rồi đó cho nên ông đành phải ôm mình gối ra chuồng heo hey. ngủ hey. chung với con yeah. đó chủ dụng con tới đế sáng luôn hai cha con ôm nhau rồi lạnh quá thì ôm nhau ngủ ôm nhau ngủ xong rồi mai sáng như vậy thì cả hai cha con đi vào nhà thì từ đó về sau là nó biết là cha của nó thương nó như thế nào à. rồi thì không có cuộc vâng. tác tá phẩm nữa cái đó à. là cái rất quan trọng yeah. làm sao mình gửi cái thông điệp là mình thương cháu yeah. cho nên đánh đập không phải là cái không mình ngày xưa mình cứ hay nói một câu là thương cho roi ra vọt cái cái câu nói đó nó nó không có đúng trong lúc này nữa, dạ, đúng nó rồi. chỉ đúng trong lít một chút xíu thôi. Yeah. chứ mà thực ra nó không đúng rồi bởi vì mình chỉ nói một câu là một cái đứa bé nó bị tắc đi, ừ. một cái tác, một cái cú vai chạm như vậy nó có thể gây tới cái tổn thương não. Đúng rồi. Đừng ừ. có nghĩ là nó không có cái gì nhé. tự nhiên mình bị tắc một cái là mình thấy cái cái thần gọi là thần vía nó bay đi rồi. Yeah. Thực ra quý vị nhớ là não cháu nó rất là mong manh, nó đang cần cái sự nuôi dưỡng và chúng ta phải nhìn lại vấn đề cái cách thì chúng ta dạy con rất là quan trọng. Yeah. Yeah bật bí chút xíu hồi xưa anh dạy con anh đã anh đánh không à dạ không, không à. À, tôi có nói câu là ừ. tôi cứ hay nói câu là thương cho rơi cho vọt thì cũng có một lần thì cũng yeah. có phết cháu vào mông yeah. à, và chúng ta nói là và dấu cái tay cháu dưới bụng không có được để lên ừ. nhưng mà nhưng mà nói thì kiểu mình gọi là dơ cao đánh khẽ đấy yeah. nhưng mà rồi cuối cùng thì mình vẫn nói có một lần cháu làm bể cái tivi yeah. wow. thì thì cháu, cháu sợ lắm yeah. cháu sợ cháu là chờ bố về là thế nào cũng bị thì ừ. tôi chỉ nói con con có sao, con có đau chân không, con ừ. có bị trúng cái người con thì nó bảo, giờ dạ, không thì nhớ lần sau đừng có chạy cái này rất là nguy hiểm con phải lưu ý. Thật ra những cái đó tôi nghĩ là nó sẽ nó, nó sẽ không bao giờ làm vỡ gì nữa. Dạ đúng. Thì cái, cái cách là mình đôi khi chúng ta phải có cái lượng khoan dung dạ. con mình mà và một cái điểm nữa là chúng tôi thấy là uh, nói chung uh, kết luận lại là uh, cái đôi khi cái, cái 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 ngay cả chúng ta sẽ bàn tới là ngay cả cái người con hiện nay phải biết tự bảo vệ mình. Yeah. Đi nó rất nhiều vấn đề để mà cháu phải tự bảo vệ mà chúng ta phải dạy cho sao cái cháu đó. Dạ yeah, Đúng rồi. Và, và... Hay quá. Thì, à, rất là vui khi mà có anh Nguyễn Đức Cường tham gia một cái chương trình tuyệt vời như thế này đối với võ võ và nhà sách tự lực thì chắc cũng mong rằng là anh em mình sẽ gặp nhau thường xuyên hơn ừ. nếu anh có thời gian bởi vậy vâng, em biết vâng. anh rất là bận rộn đúng không vâng, ạ vâng. nhưng mà nếu anh có thời gian thì anh sẽ đến đây rồi hai em mình cùng cùng bàn chuyện xã hội à, mong rằng thì anh sẽ trở lại với một câu chuyện tiếp theo về bếp ăn và tại vì có những cái điều mà phải khám phá anh cường anh cường là bác sĩ mà là, là, là đông y nhưng mà có tâm lý trong đó được các bạn vì vậy cho nên là thôi thì cái show này nó cũng đã gần hết giờ rồi vâng. thì chúng ta tạm chia tay nhau ở đây vâng, vâng, nhưng vâng. mà bắt đầu làm vài bữa nữa anh em gặp nhau đó thì anh em mình sẽ tiếp tục cái câu chuyện mới văn và những cái điều đề khác nữa phải không ạ? Vâng 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 chắc dạ. chắn là bởi vì Vân An là một cái trường hợp điển hình và chúng và nó nó thể hiện một cái một cái vấn nạn của xã hội dạ. mà chúng ta thấy là trong đồng bào trong nước bây giờ cũng rất là mong chờ cái sự công minh của pháp luật Yeah. để mà cho cái tạo ra một cái tiền lệ tốt về sau này yeah. cảm ơn anh quốc võ rất nhiều và cảm ơn quý vị dạ, yeah. yeah, vâng cảm ơn anh rất nhiều ha xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tập kỳ tới Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho Nhật Bản có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, Thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 7749